Okay, xin chào bạn, chào mừng các bạn quay lại với channel của mình. Các bạn chắc vừa qua đêm Trung Thu và chắc chắn với những anh em yêu nhiếp ảnh thì sẽ rất muốn là có những cái bức ảnh Trung Thu mà phải có trăng thật to, thật đẹp. Với cái tình hình tình hình công nghệ hiện nay thì tất cả các smartphone cho dù cao cấp nhất như iPhone 8 Plus, Google Pixel 2 hay là Note 8 thì đều không thể chụp ảnh được mặt trăng to và đẹp. Tuy nhiên thì chúng ta có thể dùng một cái mẹo khác để vẫn có những cái bức ảnh mặt trăng to và đẹp trong cái bức ảnh phong cảnh của chúng ta. Ok, thì cái cách là thế nào thì chắc chắn rồi, chúng ta phải dùng phần mềm từ bên thứ ba, đó chính là phần mềm Big Air. Phần mềm này mình đã giới thiệu rất là nhiều rồi. Nếu bạn nào có thắc mắc về cái cách làm hay cách sử dụng thì mình sẽ để lại một vài cái video ở bên dưới phần mô tả của video này. Những cái video trước mình đã làm rồi ở bên dưới phần mô tả này để anh em có thể xem lại những cái cách làm hay ho, những kiểu ảnh hay ho khác từ cái Big Air này. Còn về cái cách mà cách thức để ghép ảnh thì chắc anh em quen thuộc rồi. Thì với những anh em mới thì mình sẽ giới thiệu qua bên cái thanh công cụ này. Thì chúng ta sẽ vuốt xuống và tìm đến cái mục là thêm ảnh, Add Photo. Sau khi chúng ta ấn phần thêm ảnh này thì chúng ta sẽ chọn cho mình, chúng ta sẽ chọn cái phần ánh trăng chúng ta được lựa chọn. Về cái ảnh mặt trăng này mình sẽ để link ảnh ở dưới phần mô tả cho anh em tải về chất lượng cao, để anh em đỡ phải đi tìm mệt. Đó, sau khi chúng ta có bức ảnh ánh trăng ở đây, chúng ta có thể dùng hai ngón tay, sử dụng hai ngón tay zoom ra, zoom vào cho nó phù hợp với cái sở thích của chúng ta. Vì mặt trăng là hình tròn nên chúng ta không cần phải để ý là cái của chúng ta có đặt có cân hay không, bởi vì đặt thế nào thì nó cũng đều là một hình tròn hết. Đó, zoom, mình thì để nhìn thế này cho nó ảo. Ta chạm vào bên ngoài, chạm lại cái thanh này để chỉnh độ mờ đục của cái mặt trăng, mình thì đặt mắc luôn. Tiếp tục chúng ta lại vuốt ở bên thanh công cụ, chúng ta tìm đến mục hòa trộn. Ở bên cạnh thanh công cụ chúng ta tìm đến mục có phần bộ lọc. Sau khi ấn vào phần bộ lọc thì cái viền đen xung quanh cái mặt trăng nó lại biến mất. Đó, xong. Đây là chúng ta đã có một bức ảnh Hồ Hoàn Kiếm với một ông trăng to khổng lồ. Nhìn thì có vẻ hơi ảo nhưng mà mình rất thích kiểu này. Ok, sau khi đã làm xem xét xong, chúng ta sẽ ấn nút tích ở đây và lưu thôi. Rồi. Video thì mình làm nhanh gọn thôi, bởi vì chủ trương của mình trong những tháng gần đây là mình sẽ làm video nhanh gọn, hiệu quả và ít nói dài dòng, để anh em có thể vừa xem hết được video mà lại không bị loãng. Ok, thì video của mình kết thúc ở đây. Nếu anh em thấy hay thì hãy like, share, subscribe, đừng quên ủng hộ channel của mình mỗi lúc mọi nơi nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em.